Chị ở Mỹ về. Tại vì thật sự mình thấy mấy cái video mình không có biết tin nó phải là giống vậy hay là không. Rồi chị mới có một cái cô bạn, cổ đi về Việt Nam, cổ làm, cô cũng ở Mỹ. Nó về cái nó nói: bà ơi, bà đi về bên bác sĩ Phùng Mạnh Cường Giang Hưu làm đi. Tôi nói với bà luôn, nó thần tiên lắm. Bà ngủ dậy xong cái eo mà còn có chút béo à. Là chị nhìn qua bên mình, bác sĩ sẽ lấy mỡ ra cho chị trực tiếp nhìn thấy ha. Rồi, chị đoán thử với cái bụng của chị thì bác sĩ sẽ lấy được khoảng bao nhiêu lít ta? Chắc cũng nhiều. Chắc cũng nhiều luôn. Có đau gì không? Có đau chút nào. Thì bây giờ bác sĩ sẽ đo cái lớp mỡ dưới đây là sẽ đo từ đây lên đây cho chị nhé. Xem là bây giờ nó còn lại bao nhiêu ha. Bây giờ là cái khoảng cách nó còn lại là 9.8mm này. Đó, cái phần còn mình đo này, cái vùng bụng trước này là cái vùng bác sĩ vừa đo này, nó loanh quanh cỡ 28, 29, 30, 31 đó, thì nó là 30. Đấy, thì bây giờ mình sau khi mình làm xong, mình lấy mỡ xong, mình đo lại trực tiếp, nó chỉ còn gọi là 9cm thôi, nó đã giảm được 2/3 rồi. Bữa mà ngày đầu tiên á, chị còn nhảy luôn đó đó. Còn nhảy luôn hả? Cái chị khách nằm cùng phòng, chị hỏi có đau không? Nói chị muốn không? Em nhảy cho chị coi nha. Dạ. Chọn Lipo Ultrasound có eo thon nhẹ nhàng,